Yo yo yo, hello anh em, hi hi. Chào mừng em quay trở lại với Kenshin Park và channel của mình. Mình đang rất nghiêm túc đây, hello anh em. Đây là một cái video sẽ có khá nhiều nội dung và mình sẽ khai quát trước để anh em nắm được, không lại thành lan man nhá. Đầu tiên đó là về cái vụ mình sẽ roll chấn cho Lovilet. Mình roll được như thế nào và lúc nào. Và cái thứ hai là cái chấn nó mạnh hơn so với mẫu Gamefact nhiều không. Và cái thứ ba đó là cái quá trình sử dụng Lovilet đi solo ở La Hoàn Thâm Cảnh. Và thứ tư là về cái phần thống kê La Hoàn của Agasanata, ok. Hôm rồi cái shop Paimon nó reset ấy, lúc đó thì mình mới nhớ ra và mua những cái cục, nói chung là tài nguyên ở trong cái shop đó. Và khi mình đứng ở đài ghép ở Liyue và mình roll banner thường, mình roll mấy cục nói chung chơi thôi. Thì bất ngờ là mình cảm thấy nó hên sao đó anh em, bởi vì nó ra cái vũ khí tím rất là nhiều. Nó ra đến tận 3 món. Mình nghĩ là đang may mắn như thế này thì tại sao không thử chơi khô máu banner vũ khí luôn. Và mình đã đổi nguyên thạch sang cục roll và sử dụng những cái cục roll để cho tùy thần roll banner vũ khí này. Hôm trước thì anh em cũng biết rồi, mình roll banner vũ khí nó lệch ra cái trượng hộ ma và đang có 1/2 định chuẩn. Mình rút roll thì mình cũng không biết là lần này lại thêm một lần nữa mình 2/2 định chuẩn và không lấy được cái vũ khí giống như lần trước hay không. Nhưng mà mình vẫn cứ roll anh em ạ. Và kết quả là nãy giờ toàn Mika với cả cái gì không. Sắp nản quá thì cuối cùng nó cũng nổ anh em ạ. Với cái dớp liên tục có 2/2 định chuẩn của banner vũ khí và không có một chút niềm tin nào về cái định chuẩn này. Lúc nó lổ thì mình cũng chẳng có hy vọng gì đâu anh em, bởi vì không dám hy vọng, sợ hy vọng xong nó sẽ thất vọng. Nhưng mà cái cảm giác may mắn của mình nó đúng anh ạ. Cuối cùng thì mình cũng đã có nghi thức dọc chảy vĩnh hằng. Cuối cùng thì ngày Lovilet cũng đã có chấn. Và cái lượng nguyên thạch mình sử dụng hình như là cũng không quá nhiều đâu. Sau khi roll xong và đổi tinh huy thì mình còn khoảng 105 vé. Từ cái banner này cho đến banner của tùy thần thì mình nghĩ là mình cũng sẽ tích đủ để có thể roll được tùy thần sư không. Còn chấn thì chắc là không dám mơ. Vâng, và câu hỏi tiếp theo đây đó là cái chấn của Lovilet thì nó mạnh hơn cái mẫu kim phách nhiều không. Thì lúc test mình cũng đã thấy hơi ngạc nhiên. Khi mà mới áp được cái chấn lên cấp 20 thôi, mình đeo vào farm di vật trong bí cảnh thì mình thấy rằng là có vẻ như là cái chấn của Lovilet nó sẽ có lượng chênh lệch sát thương so với mẫu kim phách là khoảng 20% trở lên. Vâng, và sau khi lấy được cái chấn thì mình cũng đã thử cầm Lovilet đi solo với La Hoàn Tâm Cảnh. Thông thường thì mình không bao giờ để ý đến cái phần nội dung làm kiểu nhân vật solo với La Hoàn, bởi vì trong các mùa khác nó sẽ yêu cầu nhân vật có cung mệnh. Còn trường hợp của Lovilet thì lại là trường hợp khác hoàn toàn. Lovilet có thể solo La Hoàn kỳ này với việc sử dụng chấn hoặc là không chấn đều được. Có chấn và Lovilet không chấn thì đều có khả năng solo được ở nửa dưới nha anh em. Về cái trường hợp có chấn ấy thì solo ở nửa dưới cực kỳ dễ luôn. Nó thời gian clear phải nói là phải dư từ 20 đến 30 giây, thậm chí là hơn thế nữa nếu như chơi lá nót. Còn với trường hợp không chấn thì nó yêu cầu hơi khắt khe một chút. Mình đang nói ví dụ là trường hợp anh em sử dụng Lovilet C0-0 mà cái vũ khí là mẫu kim phách chẳng hạn, thì nó sẽ yêu cầu ở nửa trên anh em có một cái đội hình clear cực kỳ tốt, làm cho cái thời gian dư ra rất là nhiều, thì bên dưới sẽ có đủ thời gian để nhân vật này cầm vũ khí không phải là chấn vẫn có thể solo được. Với trường hợp dùng chấn thì mình đã nói đó là cái thời gian clear của nó rất là thoải mái. Câu hỏi là tại sao Lovilet có thể solo được ở mức C0 và R0 hay R1? Mình cứ nói R1 cho nó là một cái trường hợp mà phổ biến hơn đi. Khi sử dụng Lovilet chơi solo thì cảm giác như game nó biến thành một cái game khác. Nó giống như kiểu là lúc anh em chơi Blade and Soul chẳng hạn. Mình nói ví dụ như vậy, nếu như anh em đã từng chơi rồi. Nó trở thành một cái trường hợp chúng ta đoán moveset của quái. Lúc đó thì không còn rotation, cũng không còn phản ứng nguyên tố nữa. Chỉ đơn giản là anh em né những cái chiêu của quái thôi. Bản thân Lovilet trong bộ skill của nhân vật đã có khả năng tự hồi phục rồi. Và khi chơi solo thì nó lại càng mạnh hơn, bởi vì lúc đó thì chỉ cần lo cho bản thân của Lovilet thôi, không cần phải hồi máu cho các nhân vật khác nữa. Khi chơi solo này thì mình thấy có một điều rất thú vị, đó là ví dụ nhá, trong trường hợp đấu với cả bọn sói ma vật này chẳng hạn thì cái mẫu kim phách nó sẽ hỗ trợ đồng đội tốt hơn. Nhưng mà trong trường hợp đi solo thì không có đồng đội, cho nên là cái chấn nó sẽ vượt trội hoàn toàn. Với trường hợp nhân vật đi solo La Hoàn thế này thì mình nghĩ là cũng cần phải nói thêm về một số cái thông tin khác. Đầu tiên là không cần cung mệnh vẫn có thể solo được. Có phải đây là một nhân vật lỗi game đến mức mà vượt trội hoàn toàn so với các nhân vật khác không, thì theo mình là nó không đúng lắm. Theo mình thì do cái layup La Hoàn nó quá phù hợp cho nên là nhân vật có thể quẩy được. Với những cái kỳ La Hoàn khó thì anh em thấy rất là ít những cái trường hợp mà cầm nhân vật đi solo. Thường những kỳ La Hoàn dễ thì nó mới hay có những cái content kiểu như vậy thôi. Với những cái kỳ La Hoàn khó, đặc biệt như mình nhớ là những cái kỳ của Sumeru, thì những cái content kiểu như vậy sẽ nín ngay. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ xem là những cái kỳ La Hoàn khó của phiên bản Fontaine nó sẽ khó đến mức độ nào nhá. Ok anh em. Với trang Agasanata này thì chúng ta có cái thông tin để tham khảo nhá anh em.
Về cái vị trí đầu tiên và vị trí thứ hai thì anh em cũng không bất ngờ đúng không? Chúng ta có Naida và Kazuha. Nhưng mà cái vị trí thứ ba thì mình thấy thật sự là khá là ngạc nhiên khi vào cái trang này. Đó là chúng ta thấy Lovilet đang chễm chệ ở vị trí thứ ba của La Hoàn, một trong nhân vật được sử dụng nhiều và phải nói là hiệu quả nhất ở mùa này. Thông thường thì cái việc thống kê của nhân vật nó sẽ đến muộn hơn, nhưng mà bây giờ thì chúng ta thấy rằng là đã có 71% Lovilet được sử dụng ở đây. Khi bấm vào cái thống kê của Lovilet thì mình thấy rằng là cái thống kê này có vẻ như chưa đầy đủ. Anh em có thể thấy là phần thống kê về vũ khí và phần di vật ấy là nó chưa có thông tin. Như vậy thì cái con số 71% này chỉ để tham khảo thôi. Mình nghĩ là trong tương lai có thể nó sẽ giảm xuống khi mọi người không còn test nhân vật nữa. Nhưng mà nó cũng đồng thời cho thấy rằng rõ ràng cái mùa này thì cái việc sử dụng Lovilet ấy nó là rất nhiều. Có một điều rất là thú vị nữa trong cái thống kê này, đó là về phần cung mệnh. Ngay từ cái banner đầu tiên và thống kê đầu tiên thôi thì anh em thấy rằng là cái phần cung mệnh 1 của nhân vật ấy nó đang chiếm theo mình là một con số rất là lớn. Thông thường thì ở những giai đoạn này với nhân vật khác hoặc là cả về sau, những giai đoạn sau nữa thì phần cung mệnh 0 ấy nó sẽ nhiều hơn. Như thế có thể thấy rõ ràng là số lượng người sẵn sàng chấp nhận chơi cung mệnh theo mình thấy là khá nhiều đấy. Xếp sau Lovilet là Yelan đang ở 59,8%, khá là cao. Zhongli với 59,3% vẫn rất cao. Và Anaitam theo mình là có một cái sự thay đổi khá lớn về cái phần tỷ lệ sử dụng của nhân vật ở đây. Anh em có thể thấy rằng là cái sự chênh lệch giữa phần cung mệnh nó là rất đáng kể đúng không? Mùa này thì team Thảo, đặc biệt là team của Anaitam quẩy cực mạnh với cái nửa trên và cả nửa dưới nữa. Một cái kỳ không phải là banner của Anaitam nhưng Anaitam vẫn đang tỏa sáng rực rỡ. Ok, xếp sau Anaitam chúng ta có Baizhu được tăng tần suất sử dụng lên cũng tương tự với Anaitam. Về sync build thì vẫn rất hiệu quả với 55%. Về Bennett thì bị giảm khá nhiều. Mình nhớ là trong những cái kỳ trước thì Bennett đến khoảng 70 và gần 80% cơ. Việc Bennett bị sụt cái tần suất sử dụng ở đây theo mình là nó liên quan đến cái team quốc dân, một cái team sử dụng Bennett rất nhiều. Team quốc dân mùa này thì mình thấy sử dụng chủ yếu ở nửa dưới thôi. Bên cạnh đó thì các cái team hệ thảo cũng đang quẩy rất là mạnh cho nên nó cũng ảnh hưởng đến cái việc sử dụng Bennett. Nhưng với 50,8% thì đó vẫn là một con số mơ ước đối với các nhân vật khác rồi. Về Kokomi thì là 48,4%, tụt khá nhiều nhưng vẫn rất cao. Theo mình thì Kokomi việc lên xuống nó phụ thuộc vào team của team đóng băng và team của team hạt. Còn cái việc vẫn giữ được 48,2% này thì đó là ngoài những cái team kia ra thì Kokomi vẫn có thể đi tốt với các cái team hạt khác. Mình nghĩ là phần nở rộ vẫn có thể hoạt động rất là tốt với cái mùa này. Ví dụ như nở rộ anh em có thấy ở trên khá là nhiều này. Ở bên dưới cũng có thể tương tự như vậy với cái team hạt. Vâng, về Shirobu thì mùa này đang được hưởng lợi rất là nhiều. Mùa này có một cái điều thú vị, đó là cái con cá ngựa nó tạo ra những cái sự thay đổi đối với các nhân vật hệ lôi. Nhưng mà đặc biệt là với các nhân vật mà sắp DPS hệ lôi thì mùa này lại có một cái sự bùng nổ rất là đáng kể. Anh em có thể thấy cái tần suất sử dụng của Shirobu và Fit nữa. Về Rensugen thì cái tần suất sử dụng của nhân vật nó tụt cho mình thấy là khá nhiều đấy. Đây có thể coi là một trong những cái mùa có tần suất sử dụng thấp nhất của Rensugen. Vậy thì nếu như chơi đến thời điểm này thì anh em có thể thấy rõ ràng rằng là để nạp một nhân vật thì không nhất thiết là phải đụng vào cái phần hiệu quả nạp, mà có thể tạo ra những chiến trường mà nhân vật sử dụng không quá hiệu quả. Lúc đó thì tự nó sẽ bị thay thế bởi những cái nhân vật có đội hình phù hợp hơn. Tuy nhiên với mức sử dụng là 39,4% thì mình thấy rằng đây vẫn là một mức có thể nói là hiệu quả. Về cái con số này thì mình nghĩ là trong cái thống kê các cái mùa về sau của phiên bản 1.1 này thì có thể nó sẽ thay đổi. Về Sang Linh thì bị ảnh hưởng bởi team của Bennett và Raiden cho nên là cái tần suất sử dụng của nhân vật nó cũng sẽ tụt xuống khá sâu. Về Yamiko thì cái tần suất sử dụng của nhân vật nó vẫn loanh quanh cái khoảng 27-30%. Với việc mùa này có con cá ngựa thì nó cũng không làm thay đổi quá nhiều cái tần suất sử dụng của nhân vật, bởi vì ban đầu thì nó cũng không phải là một cái tần suất sử dụng quá cao. Về Nini, nhân vật này theo mình nhớ là có mùa được thống kê lên đến 50%, 42%, lúc đầu là 50 về sau là tụt xuống còn 42%. Thì theo mình là cái trường hợp của Lovilet nó cũng sẽ tương tự như vậy, rất cao nhưng sau đó sẽ giảm dần. Với một nhân vật mới đến từ Fontaine thì cái tỷ lệ sử dụng như thế này mình nghĩ là có thể chấp nhận được. Vâng, về Hu Tao hiện tại đang có banner. Với những kỳ La Hoàn mà có banner của nhân vật thì thường nó là một cái kỳ mà nhân vật sẽ tỏa sáng rất là nhiều, nhưng trường hợp Hu Tao thì nó lại khác. Ở đây thì chúng ta lại đang thấy rằng là tỷ lệ sử dụng của Hu Tao chỉ còn 24,4% thôi, so với kỳ 3.8 thì tụt phải nói là một lửa. Thực ra cái chuyện mà La Hoàn đang diễn ra rồi nhân vật có banner mà cái tần suất sử dụng của nhân vật nó bị tụt ấy thì cũng không phải là hiếm. Theo cái phần thống kê về đội hình sử dụng ở đây thì mình thấy rằng là sử dụng ở nửa trên có vẻ là nhiều hơn. Nhưng mà nhìn chung ấy thì cả trên cả dưới thì cái tần suất sử dụng của nhân vật rõ ràng là rất là thấp. Về Chai đứng ngay sau Hu Tao với 22,5%. Về Lilu cái việc biến thiên tần suất sử dụng bị ảnh hưởng rất nhiều ở mùa này. Bởi vì mùa này thì cái tầng nó lại bố trí theo một cái kiểu, đó là một con quái đơn mục tiêu xếp ở đầu. Còn những cái con tầng sau thì nó lại là những con quái lẻ nhưng mà nó không thật sự là quá đông và cái khoảng cách đứng của chúng nó thì lại khá xa. Ở nửa trên thì nó là như vậy, còn nửa dưới thì lại là toàn bot thôi. Nói chung là Lilu thì cái việc
sử dụng tốt trong mùa nào nó quá rõ ràng rồi. Về cặp đôi Senhua với Yaka thì bị chia tách bởi Fate đứng ở giữa với 21,3%. Trường hợp của Fate đó là một nhân vật sub DPS, một nhân vật dạng hỗ trợ, cho nên là những cái đội hình mà có thể chiến tốt với cái mùa này thì Fate sẽ được kéo lên. Về Yaka thì chỉ có khoảng 17% thôi anh em, rất thấp. 17% tụt cực kỳ nhiều nếu như so với cái mùa 3.8 là 43,5%, và bây giờ thì chỉ còn khoảng 17,1% thôi. Theo cái thống kê từ đội hình này thì anh em thấy rằng là Yaka sử dụng chủ yếu ở nửa trên. Có thể nói là cái tần suất sử dụng của Yato không cao nhưng mà nó khá là ổn định anh em ạ. Mùa nào thì nó cũng xem như vậy thôi. Bây giờ mình nghĩ Yato sử dụng nhiều trong team hạt chứ team Hyper Carry Yato chắc không dùng nhiều lắm. Kẻ lang thang cũng bị sụt giảm rất là nhiều cái tần suất sử dụng, tụt một nửa so với mùa trước. Mùa này thì mình không dùng đến kẻ lang thang bởi vì mình đang sử dụng nhân vật khác để test rồi. Về năm sau thì mình có thể nhận xét là những cái team hạt, những cái team thảo và những nhân vật hỗ trợ vẫn đang làm rất là tốt và đang đứng với cái vị trí vốn có của họ, đó là top đầu. Còn với những nhân vật DPS mà theo mùa thì có bị ảnh hưởng rất là lớn bởi mùa này, với việc bố trí cá ngựa và cái line up quái nó khá là ngoái oăm, ví dụ như là tương tác với Lilu chẳng hạn, làm cho cái tần suất sử dụng của nhân vật xuống rất là thấp. Về 4 sao thì hôm qua mình thấy một cái trường hợp rất là thú vị. Hôm qua khi mình vào cái trang này thì mình thấy Thoma lúc đó chỉ có 1% tần suất sử dụng thôi, nhưng hôm nay vào thì cái thông số nó đã thay đổi, tăng lên đến 4,4%. Theo mình thì cái 4,4% này nó làm cho mình cảm thấy đúng hơn so với việc là 1% vào hôm qua. Bởi vì mùa này mình thấy Thomas sử dụng khá là hiệu quả trong cái team 7 màu chơi ở nửa trên. Đó là một đội hình mà rất là rẻ, chỉ có mỗi Naida là nhân vật 5 sao thôi, mà mình thấy rằng cái thời gian clear, phá giáp, đánh quái nó nhanh, tương tự với việc sử dụng Anaitam hay là các cái đội hình mạnh khác. Nói chung là một đội hình rất là rẻ và hiệu quả ở mùa này. Nhiều người hỏi mình là Thomas đang build như thế nào. Thomas mình đã build sử dụng cái thương Tây Phong giống như trong cái phần thống kê này, và phần di vật phun tinh thông và cái đồng hồ thì vẫn là đồng hiệu quả nạp. Hãy build cho Thoma hiệu quả nạp cao nhất có thể, bởi vì là cái sức mạnh mạnh nhất của nhân vật làm từ cái châu quy mà, cho nên là thiếu hiệu quả nạp mới là vấn đề, còn thừa thì không phải là vấn đề gì cả, và không có chuyện thừa đâu anh em. Theo mình biết thì Thoma sẽ là nhân vật 4 sao xuất hiện trong menu nhân vật kỳ sau của phiên bản 4.1 thì phải. Về Thoma thì mình có thể chốt lại, đó là một cái nhân vật mà hữu dụng, dùng được tốt nhưng mà nó không quá phổ biến, bởi vì là cái bung tỏa nó cũng giống như kiểu là team của Lilu ấy, không phải mùa nào cũng xài được. Về các cái nhân vật 4 sao khác thì anh em có thể thấy cái phần tỷ lệ sử dụng ở đây. Về đội hình thì có một cái phần thống kê rất là thú vị. Ở nửa trên thì vẫn là những cái team rất là quen thuộc. Chúng ta đang có team Anaitam nở rộ đứng ở top đầu trong cái phần nửa trên, vì thực sự là chơi nó rất là hiệu quả. Và những cái đội hình khác thì cũng hiệu quả không kém. Nếu như có gom quái thì lại càng giúp cho việc clear nhanh hơn. Còn ở phần nửa dưới thì cái thông tin thú vị chắc anh em cũng đã thấy rồi, đó là Levilet đứng một mình và xung quanh không có ai cả. Đây là team Levilet solo. Cái việc solo thì mình đã nói đoạn đầu video rồi. Bên cạnh đội hình Levilet tiêu chuẩn. Ok anh em, vậy với cái La Hoàn mùa 4.1 này, anh em có ấn tượng gì đặc biệt với nó không? Anh em hãy để lại bình luận nhé. Về cá nhân mình thì mình thấy rằng là những cái thống kê La Hoàn này nó luôn mang lại những cái thông tin thú vị. Hy vọng là những cái thông tin này sẽ giúp anh em giải trí. Ok, bây giờ thì mình sẽ kết thúc cái video tại đây nhé. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Và chúc anh em một ngày thật vui. Hẹn gặp lại anh em trong những video sau nha.